Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Holic Audio. Mời các bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Tác phẩm được mệnh danh Thanh Minh Thiên Hà Đồ của thể loại Tân Giang Hồ. Kiếm Hiệp Quyển 10 chương 8 trượng nghĩa, hồi 1 Ngày giảm tháng chạp, vào khoảng thời gian trăng tròn, đại lý tự truyền ra tin tức, quan thượng thư từ trọng cần biệt danh thiết đầu, đã quyết định mở vụ án thẩm vấn Giang Sung, trong lúc kinh thành loạn lạc, gian thần thống trị, quyết định này thật sự làm phấn chấn lòng người. Phe phái lưu kính đã sụp đổ, giang sung không ai có thể khống chế, nếu như quan viên đại lý tự có thể áp chế khí thế người này, kinh thành tự nhiên sẽ bình thường trở lại. Đầu sắt Trong cuộc thẩm vấn này, hai án đặt cạnh nhau, hết thảy máu chốt nằm ở một người, người này không phải trung nghĩa cô thần gì, mà là kẻ tàn nhẫn nhất đương thời, đời người gọi là Kiếm Thần, trưởng môn phái Côn Luân Trác Lăng Chiêu. Trong thiên hạ, chỉ có Kiếm Thần trở mặt mới có thể giảng cho Giang Sung một đòn chí mạng. Chỉ là không ai biết liệu hắn có đến như đúng hẹn hay không. Dựa theo sự kiêu ngạo của Trác Lăng Chiêu, mấy ngày nay Giang Sung đối xử lạnh nhạt với hắn, hắn không phải không có khả năng phản loạn, nhưng lúc này gian thần thế lực lớn, nếu hắn sợ phiền phức thu mình lại, muốn giải hòa cùng Giang Sung cũng là hợp tình hợp lý. Đại lý tự sớm đã có đơn kiện của Yến Lăng tiêu cục, chỉ chờ 3 ngày sau thẩm vấn án này. Liễu môn bất kể có bất bình với Trác Lăng Chiêu hay không, đều đang chờ đợi danh kiêu hùng, này đến. Ý nghĩa trong trường hợp này là chỉ người tài giỏi nhưng ngang ngược có dã tâm. Ngày 17 tháng chạp sau giờ ngọ, có một đoàn khách mặc áo trắng vào thành, mỗi người đều đeo một thanh trường kiểm ngang hông, thần thái ngạo mạn, binh lính thủ thành muốn ngăn trở, lại bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Đám người cầm y vệ thấy, đều rất khiếp sợ, lập tức đi thông báo cho An Đạo Kinh biết, An Đạo Kinh không dám chậm trễ, lập tức báo cho Giang Sung. Ngay lập tức, tin tức lan truyền, họ Giang họ Liễu đều bị chấn động. Côn Luân xuất kiếm máu chảy sông, ngàn dặm thẳng tới Hoàng Hà. Kiếm thần, chắc lăng chiêu rốt cuộc đã tới. Mọi người Liễu Môn nghe tin, vội vã đến cổng thành, thấy Trác Lăng Chiêu và các đệ tử đang nghỉ chân ở khách điểm. Trác Lăng Chiêu đã tự mình hâm nóng một bình rượu, ngồi ở bên cửa sổ tửu lâu ngắm tuyết, bộ dạng thật nhàn nhã. Xa xa cầm y vệ vây quanh khách điểm, chỉ chỉ trò trò, nhưng mọi người đều bị uy danh của Trác Lăng Chiêu làm cho chấn động, không ai dám tiến lên chửi bời, sợ rước lấy họa sát thân. Lúc này, Tần Trọng Hải tàn phế đã đi xa liễu môn tử tướng chỉ còn lại có ba người lưu vân dương túc quan ngũ định viễn đều đã tới ngũ định viễn nhìn thấy trác lang chiêu quá khứ ùa về trong lòng nhất thời bùng lên đau khổ và tức giận trác lang chiêu giết chết bạn tốt hoàng tế của hắn ngay trước mặt hắn diệt người toàn ra thậm chí còn ép hắn đến tẩu đầu vô lộ quyết chiến tại bờ lâu giang đá hắn xuống sông khẩu khí này thực sự khiến hắn không chịu nổi nhưng giờ này khắc này nếu không có chắc lăng chiêu rút kiếm tương trợ, trong thiên hạ ai có thể làm gì được Giang Sung? Đường cùng Cú Ngũ định viễn thở dài, cảm thấy vô cùng bế tắc. Dương Túc Quan nhìn thấy vẻ mặt của hắn, trong lòng thầm lo lắng, lúc này Diễm Đình đã trở về cửu hoa sơn, không có nữ nhân này khuyên nhủ, ngũ định viễn chuyện gì cũng có thể làm ra. Ngay lập tức liền nói khẽ với vi tử tráng, trông chừng ngũ chê xú đừng để hắn làm ra chuyện gì. Vi tử tráng liếc mắt nhìn ngũ định viễn, lớn tiếng nói, dương lang trung yên tâm, ngũ định viễn là người quan tâm đến đại cục, sẽ không bao giờ làm chuyện xấu vào lúc này. Hắn nói lời này một nửa là chính là để cho ngũ định viễn nghe. Ngũ định viễn nghe xong, vẻ mặt quả nhiên đã thay đổi, sát khí giảm đi. Dương túc quan biết lưu vân tâm tư nhạy bén, không có ân oán gì với các môn phái giang hồ, liền yêu cầu hắn cùng mình bước vào khách điểm. Sau khi Lưu Vân cứu Tần Trọng Hải, mấy ngày nay hắn lưu lại kinh thành, mỗi ngày ngoại trừ ở cùng cố thiền hề, hắn cũng không có việc gì phải làm. Lúc này Dương Túc Quan có việc muốn nhờ, hắn cũng không tiện từ chối, liền cùng hắn đi qua gặp đệ tử Côn Luân. Hai người đi vào của khách điểm, tiền lăng dị đã nhảy ra, quát, hai tiểu nhân các ngươi, muốn làm gì? Kim Lăng Sương là người hiểu chuyện, Dương Túc Quan đến đây lúc này, nhất định là thay mặt Liễu Ngang Thiên truyền lời, lập tức quát, tứ sư đệ lui ra đi, để Dương Lang Trung đi vào. Tiền Lăng dị hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn Dương Túc Quan một cái, nói, nhị sư huynh, chúng ta thật muốn khiêu chiến với Giang Đại Nhân sao? Kim Lang Sương trầm giọng nói, kinh thành nhiều tai mắt, người chớ có lắm miệng, chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của trưởng môn, không cần lo lắng. Tiền Lăng Dị lẩm bẩm vài lời, nhưng Sư huynh đã phân phó, đành phải quay lại chỗ ngồi uống rượu, quan sát động lĩnh từ khóe mắt. Thấy các đệ tử phái Côn Luân chỉ uống rượu nghỉ chân, không ai tỏ ra cảnh giác. Dương Túc quan mỉm cười, bước vào khách điểm, đi đến chỗ ngồi của Trác Lăng Chiêu, khom người nói: "Trác trưởng môn, tiểu chất tới đây hành lễ." Hắn có việc cần nhờ Trác Lăng Chiêu, hành lễ rất ngoan ngoãn lấy thân phận vãn bối giang hồ gặp mặt. Dương Túc Quan là thân truyền đệ tử của Thiếu Lâm Thiên Tuyệt Tăng, bối phận cùng với phương trưởng, lúc này khiêm tốn như thế, tất nhiên là vì chuyện trở giáo mà đến. Chỉ là lễ phép cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chắc Lăng Chiêu mặc dù biết hắn có thâm ý, nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười, nói, Dương hiển Chất không cần khách khí, mau mau mời ngồi. Khẩu khí nói chuyện cũng tự cho mình là trường bối, chiếm chút tiện nghi của phương trưởng linh trí. Dùng để miêu tả hành động mà Dương Túc Quan đang muốn chắc Lăng Chiêu đứng ra làm chứng tố giác tội danh Giang Sung. Hay có thể gọi là phản bội. Dương Túc Quan đối với lễ nghi phong tục rộng lượng, trái lại không quá coi trọng, hắn ra hiệu cho Lưu Vân, hai người tự ngồi xuống. Dương Túc Quan chắp tay nói, chắc trưởng môn khó có dịp đến kinh thành, mấy ngày nay nếu rảnh rỗi, có muốn cùng mấy vị đại thần trong triều gặp mặt nói chuyện không? Mọi người đều nói chắc trưởng môn công thần cải thế, đều là bội phục sát đất, nếu chắc trưởng môn không từ chối, tiểu chất có thể giới thiệu. Chắc lăng chiêu nghe xong lời này, tất nhiên là vui vẻ thoải mái, cười nói, dương lang trung khách khí quá, nào, chúng ta hôm nay không nói chuyện công sự, nên uống nhiều rượu. Nói rồi tự mình nhấc bình rượu rót cho dương túc quan, Dương Túc Quan thụ sủng nhược kinh, lập tức cầm chén bằng cả hai tay, nói: "Tạ trưởng môn ban rượu." Được sủng ái quá, được yêu mến quá mà lo sợ. Trác Lăng Chiêu cười to, nói: "Liễu Ngang Thiên có thủ hạ thông minh linh hoạt như ngươi, định là mọi việc đều thuận lợi." Dương Túc Quan quan sát lời nói cùng vẻ mặt, vội vàng nâng chén uống một hơi cạn sạch. Trác Lăng Chiêu cùng hắn uống mấy chén, rất cao hứng nói: tam sư đệ, khó có dịp dương lang Trung tới đây, người cũng tới kính một ly đi. Đỗ lăng tâm với vẻ mặt khó coi đi tới, nâng chén rượu lên, nói lớn, dương lang Trung, đỗ lăng tâm cùng ngươi uống một ly. Dương túc quan khẽ mỉm cười, nói, đồ tam hiệp võ công cao tuyệt, ngày sau nếu có cơ hội tốt, chúng ta không ngại so tài một phen. Đỗ lăng tâm năm đó giết hại 18 danh tiêu sư Yến lăng tiêu cục, chính là trọng phạm ngũ định viễn không cam lòng. Những lời nói lúc này của Dương Túc Quan, pha ý khiêu khích, Đỗ Lăng Tâm cười lạnh nói: "Dương Lang trung thật có hứng thú, muốn đánh một trận sinh tử với ta sao?" Dương Túc Quan mỉm cười nói, mong Đồ Tam Hiệp chớ hiểu lầm, kiếm cổ của các hạn độc đáo thần bí, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, sớm đã có ý muốn cùng Đồ Tam Hiệp nghiên cứu thảo luận võ học, tuyệt nhiên không có ý khiêu chiến trả thù những lời dương túc quan để lấy lòng đồ lăng tâm, không phải thuận miệng tới vút mông ngựa cho có, mà có thầm ý khác bên trong. Hắn từng nghe linh âm nói qua đỗ lăng tâm này trong thần cơ động liên tiếp mở miệng mạo phạm giang sung, quả nhiên là kẻ ác đến cực điểm. Bản thân muốn chia rẽ côn luân và giang sung hai bên trở mặt. Đồ lăng tâm thân là côn luân đệ nhất hung đồ, phải cố gắng mượn sức, lập tức thừa dịp gặp mặt, liền nói nhiều thêm vài lời hay ý đẹp ngày sau cũng dễ kết thân. Quả nhiên Đỗ Lăng Tâm nghe hắn khen ngợi mình, cười ha ha vui vẻ nói, Dương Lang chung khách khí như vậy, Đỗ Lăng Tâm ta sao dám. Lập tức nâng chén uống cạn, Dương Túc Quan cũng bồi một ly. Lưu Vân thấy Dương Túc Quan vừa nói vừa cười, thần thái cực kỳ thân thiện, nhịn không được nhẹ nhàng thở dài, quay đầu nhìn sang bên kia đường, chỉ thấy ngũ định viễn cũng từ xa nhìn lại đây. Lưu Vân thấy thần sắc hắn kích động, nghĩ đến Dương Túc Quan cùng đám người Lưu Vân trò chuyện vui vẻ, tròn lòng nhất định khó chịu. Lưu Vân khẽ thở dài, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cúi đầu im lặng. Trác Lang Chiêu đang bày mưu tính kế, thấy Lưu Vân do dự, biết trong lòng hắn vẫn còn có ác cảm với mình, lập tức nói: "Vị này là Lưu Chi Châu đúng không? Tháng trước chúng ta gặp nhau ở Trường Châu, đã mang lại chút phiền toái cho các ngươi." nào, bổn tọa kính ngươi một ly, xem như tạ lỗi. Nói rồi nâng chén rượu lên, hướng Lưu Vân cười, trong mắt tràn đầy ý thủ. Dương Túc Quan trong lòng vui vẻ, chắc lăng chiêu chủ động kính rượu, thực sự có ý cùng liễu môn hóa giải ân oán liên can, vội vàng rót rượu cho Lưu Vân, liền đưa mắt ra hiệu. Lưu Vân từng bị chắc lăng chiêu đánh một trường, thấy rõ người này tàn nhẫn độc ác, thật sự không muốn làm bạn, nhưng tình thế bắt buộc, không thể cứng đầu mà từ chối. Lư Vân nhếch môi, nhưng vẻ mặt không có ý cười. Hắn giơ chén rượu lên, nói, mọi chuyện quá khứ, giống như sương sớm, chắc trưởng môn đã một lòng sát ám đầu minh, trượng nghĩa tương trợ, tại hạ tự nên uống chén rượu này. Trong khi nói chuyện, chăm chăm nhìn chắc lăng chiêu, cũng chưa động tới rượu. Hường về ánh sáng, nghĩa bóng là từ bỏ những chuyện xấu xa hướng tới những việc chính nghĩa. Lời này của Lưu Vân rất có ý mỉa mai. Mọi chuyện quá khứ giống như xương sớm. Tám chữ này càng châm chọc hành động ác động trong quá khứ của Trác Lang Chiêu. Ngụ ý nếu Trác Lang Chiêu không trở giáo, hắn căn bản khinh thường uống cùng. Dương Túc Quan nghe xong lời này trong lòng âm thầm kêu khổ, muốn nói gì đó để giải thích, nhưng lại sợ Lưu Vân nói lời khinh người, đành phải nhịn xuống quả nhiên chắc lăng chiêu nghe xong lời này trong lòng rất không vui hắn mặt mang sát khí lạnh lùng nói lưu chi châu nói ta bỏ gian là theo chính nghĩa không biết từ đâu mà nói lưu vân thấy hắn vẻ mặt không vui cũng không sợ hãi trầm giọng nói chắc trưởng môn trước đây làm việc cho giang sung trở thành tay sai giết người cho hắn cái đó gọi là ám hôm nay nguyện ý tố giác hành vi phạm tội của giang sung vì người trong thiên hạ trừ hại cái này gọi là minh. Chắc trường ngôn nay đúng sai, nhân thần đều biết, không biết tại hạ nói lời này có chỗ nào khó hiểu. Lần này lời nói chỉ thẳng vào tội lỗi của Trác lăng chiêu, có thể nói khi thế nghiêm nghị, một tấc cũng không nhường, chỉ có dương túc quan sắc mặt nhất thời tái xanh, bồn chồn đứng ngồi không yên. Trác lăng chiêu bị Lưu Vân chất vấn một hồi, cười thay cho tức giận, đáp lời, lời này của Lưu Chi Châu thật nực cười ta giết người như ma, hôm qua vì Giang Sung mà giết, hôm nay vì Liễu Ngang Thiên mà giết, đều là giết người, có gì khác biệt đâu. Lư Vân Hu một tiếng, nói, chắc trưởng môn nếu đã thấy như vậy, tại sao lại rời khỏi Giang Sung, chuyển sang hợp tác với Liễu Hầu Gia? Điểm mấu chốt của câu hỏi này liên quan đến ý định thực sự của chắc Lăng Chiêu, Dương Túc Quan nhanh trí như vậy, tự nhiên cũng lưu lại tinh thần, lắng nghe cẩn thận. Trác lăng chiêu cười ha ha, nói, khó có được Lu chi châu tỉnh tình thẳng, sảng khoái nhanh nhẹn, tại hạ cũng thẳng thắn đáp lời. Lần này ta lựa chọn liễu ngang thiên, chẳng phải là bỏ gian là theo chính nghĩa, tương trợ giúp đỡ gì đó, nói thật ra là ta phiền chán giang sung, lười qua lại với hắn, chỉ thế mà thôi. Thấy mọi người khó hiểu, Trác lăng chiêu cười nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, Năm đó, ta vì Giang Sung uổng công giết chết toàn gia già trẻ yến lăng tiêu cục, trở thành đại địch của Võ Lâm, cuối cùng cũng chẳng được lợi lộc gì, ngược lại còn gây ra bất lợi. Nhưng chắc mẫu thân là thủ lĩnh một phái, chút lợi ích nhỏ nhặt ta cũng người so đo. Chỉ là Giang Sung ngàn không nên, vạn không nên, qua sông ném ván, bỏ đá xuống giếng. Thấy ta thất bại thảm hại trong tay Ninh bất phàm lập tức trở mặt không quen biết từ đó không đếm xỉa gì đến phái ta. Hắn trong mắt lộ ra nồng đậm sát ý, âm trầm nói, chỉ là Giang Sung quên mất một chuyện trọng yếu, chắc lăng chiêu ta nếu đã tự xưng kiếm thần, Giang Sung không có khả năng đùa giỡn. Mọi người cứ chờ xem đi. Ngày ấy chắc lăng chiêu thảm bại, Giang Sung liền nảy sinh ý định bỏ rơi hắn, mỗi khi chắc lăng chiêu nghĩ tới chuyện này, trong lòng oán hận thật sự không thể diễn tả. Giang Sung có thể xa lánh hắn, nhưng nhất định không được khinh thường hắn càng không thể coi hắn như một con dao giết người dùng xong vứt đi hắn vốn là kiếm thần làm sao có thể nuốt xuống khí tức này cũng chính vì lý do này mà ngay khi dương túc quan lên tiếng trác lăng chiêu lập tức đồng ý đáp ứng liên thủ đối phó giang sung lư vân thầm nghĩ chó cắn chó một miệng lông trác lăng chiêu hợp tác với chúng ta cũng không hẳn có ý tốt hắn chẳng qua là muốn lợi dụng chúng ta đối phó giang sung mà thôi ai ngươi lừa ta gạt không nào có ý tốt cả trác lăng chiêu thấy lư vân lắc đầu không nói lập tức cười lên nâng ly nói nào chúng ta không nói chuyện không thoải mái này nữa trước mắt trác mỗ có được thần kiếm từ đây trời cao biển rộng không ai có thể khống chế cũng nên hành hiệp trượng nghĩa không nên dây dưa với giang sung nữa nào hiệp nghĩa vì hai chữ này, mọi người cùng uống một chén. Chắc Lăng Chiêu lúc trước nói quá rõ ràng, vừa là tranh đấu, vừa là thù hận, không lưu lại cho liễu ngang thiên chút mặt mũi nào. Chữ hiệp nghĩa nói ra dụng ý xin tha thứ, miễn để trên mặt liễu môn quá mức khó coi. Dương Túc Quan vội vàng nói, đúng vậy. Chắc trưởng môn hành hiệp giang hồ, từ đây trở thành đại anh hùng được các chính đạo hào kiệt trong giang hồ ngưỡng mộ. Chén này của chúng ta là rượu liên minh, nếu không đổ giang, thề không cam chịu. Thoáng chốc mọi người đồng loạt nâng chén, ngay cả Lưu Vân cũng cầm chén rượu lên. Mọi người đang chuẩn bị uống rượu, liền nghe thấy ngoài của truyền đến một tiếng thở dài, nói, sai rồi, sai rồi, trác trưởng môn, người hoàn toàn sai rồi. Mọi người nghe vậy, thoáng chốc đồng loạt quay đầu. Chỉ thấy một người lạt ma đứng ở cửa, là thủ hạ yêu thích của Giang Sung, la ma thập thấy hắn đi tới trác lăng chiêu tự giễu cười nói đại sư chúng ta đã lâu không gặp không bằng ngồi xuống uống một chén đi dương túc quan nghe được lời này trong lòng hơi dùng mình rất sợ trác lăng chiêu thấy người này lại muốn thay đổi thật không ngờ la ma thập vốn không có ý định uống rượu nghe xong lời mời lại chỉ chậm rãi lắc đầu nói trác trưởng môn ta là tới truyền lời trác lăng chiêu nói giang đại nhân muốn ngươi tới đây sao lama thập gật đầu nói đúng vậy giang đại nhân phân phó nếu trác trưởng môn còn nhớ đến tình nghĩa năm xưa đem đến phủ đại nhân gặp mặt ngài ấy có vài lời muốn nói với trác trưởng môn trác lăng chiêu thốt ra một tiếng nói giang đại nhân nếu muốn gặp ta sao không chính mình lại đây lời này tự nâng thân phận làm rõ hắn và giang Sung là cùng ngồi cùng ăn Lama thập nghe thấy tất nhiên cũng không thèm để ý, chắp tay nói: thật xin lỗi, giang đại nhân bận công vụ, không có thời gian đích thân đến. Ngang hàng, Trác Lăng chiêu sắc mặt hiện lên một tia xanh mét, hắn giả vờ ngáp một cái, nói: thì ra là thế, bất quá gần đây bổn tọa cũng rất bận, không bằng 20 tháng chạp chúng ta gặp mặt ở đại lý tự định. Lama thập sắc mặt tối sầm, nói: Trác trưởng môn. Giang Đại Nhân đã nắm quyền trong triều, Lưu Kính đã rơi đài, thiên hạ không ai có thể ngăn cản. Mấy lão nhân liễu ngang thiên, từ trung tiến, quỳnh võ xuyên đều là vô dụng, ta khuyên ngươi đừng tự tìm phiền toái. Dương Túc Quan nghe thấy hắn nói quá cứng rằng, nhất thời yên lòng thầm nghĩ, là ma thập tự cho mình thông thạo kinh điển, sáng suốt và giác mộ, ai ngờ tài ăn nói lại vụng về đến mức này, đến tính tình chắc lăng chiêu cũng không đoán ra được hắn nói mấy câu đã đắc tội Trác Lăng Chiêu nặng nề. Quả nhiên Trác Lăng Chiêu trên mặt lộ ra sát khí, nâng chén rượu lên, lạnh lùng nói, người trở về nói cho Giang Sung trước, ta cũng biết bí mật của thần cơ động, đừng vội đe dọa Trác mỗ, hoàng cung đại nội nhà các ngươi gà chó không yên đâu. La Ma thập vẻ mặt khiếp sợ, tức giận nói, người thật lớn mật, trong kinh thành lại dám nói chuyện như vậy. Không sợ chém đầu sao? trác lăng chiêu đưa mắt ra hiệu đỗ lăng tâm lập tức nhảy ra hung ác nói tổ tông khốn kiếp nhà ngươi la ma thập đừng tưởng rằng chủ nhân của ngươi vô địch thiên hạ trở về nói với tặc thần kia trường môn nhà ta có được thiên hạ đệ nhất thần kiếm thế gian không ai có thể ngăn cản la ma thập hít một hơi thật sâu rỗi tay vung lên cả trăm ngự lâm quân chĩa súng kíp về phía khách điểm Nhóm ngự lâm quân này được mô phỏng theo khai quốc thiếp Mộc Nhi, được La Ma thập một tay dạy dỗ, gần một năm tập luyện không ngừng, không thua các hảo thủ trong thần cơ động năm đó. Trác Lăng chiêu cười nói, đại sư thật sự muốn như vậy sao? Xoát xoát vài tiếng vang lên, các đệ tử phái Côn Luân cũng rút kiếm trên tay, kiếm quang dày đặc, chặn lại La Ma thập. Dương Lư hai người vẫn ngồi không động, lặng lẽ quan sát tình hình. Các tiểu nhị trong khách điểm sợ hãi run lầy bẩy, lập tức trốn vào phía sau, không ai có can đảm ra ngoài hóng hớt. Lama thập hô to, ngự lâm quân chuẩn bị sẵn sàng. Chúng quân sĩ dơ súng lên đạn, họng súng nhắm ngay mọi người trong tiệm. Chác lăng chiêu không hề sợ hãi, tự mình nâng chén đối với dương túc quan kính, cười nói, dương lang chung, chúng ta uống một chén. Thần thái ngạo mạn đến mức hoàn toàn không để đến súng ống của Tây Vực. Lama thập tức giận hét lên, chắc lăng chiêu. Nơi này là dưới chân thiên tử, ngươi chớ có cản rỡ. Chắc lăng chiêu lấy, thiết gan, của Lam thừa thành ra, cười lớn nói, nói về công cần năm đó, quạt lông khăn quảng cổ. Dương Túc Quan theo câu chuyện tiếp lời nói, đàm tiểu hỏi, tù nhân bị bắn bay thành cho tàn. Lời chưa dứt, Lam Quang chấp động, chỉ nghe len ca len keng không ngừng bên tai, mấy trăm nòng súng của ngự lâm quân đã bị chặt đứt lama thập cả kinh không khỏi lui về phía sau một bước run giọng nói thần kiếm cầm long trác lăng chiêu thản nhiên nói đại sư nhãn lực thật tốt hiệp già dùng võ vi phạm lệnh cấm trác lăng chiêu cố ý ỉ vào võ công cao minh của mình khiêu chiến thế lực kinh động thiên địa thật lớn của giang sung thế trận đấu tranh thế gian hiếm thấy này thắng hay bại chỉ sợ khó nói Lama thập thấy không thể ép buộc, chỉ còn cách xấu hổ để lại một phong thư, chắp tay nói: "Lão nạp lời nói đã đưa tới, đây này là trương thiệp mời, chắc trưởng môn nguyện ý trân trọng. Tối nay trong phủ giang đại nhân tái kiến." Chắc lăng chiêu khẽ cười một tiếng, hạ lệnh thu hồi thiệp mời, lại không cho ý kiến. Thấy song phương rằng co không nề mặt, không có đường quay đầu, dương túc quan trong lòng bình tĩnh lại, lập tức đứng dậy nói cảm ơn trác trưởng môn cao thượng tại hạ đại diện liễu hầu gia tại đây cảm tạ trác lăng chiêu gật đầu nói người yên tâm ngày 20 tháng chạp ta nhất định sẽ đi đại lý tự xác nhận giang tặc đến lúc đó chỉ cần thẩm phán quan thanh liêm định là có thể nói ra được công lý nói lại bồi thêm một câu nếu án tủ yến lăng tiêu cục không được lật lại nơi ta còn có đại bí mật muốn dâng lên đến lúc đó thiên địa nghịch chuyển tình thế đã có thể khó nói rõ quyển 10 chương 8 trượng nghĩa, hồi 2. Dương túc quan trong mắt lộ ra tia vui mừng, lớn tiếng nói, nhờ vào chính nghĩa cao cả, túc quan cảm tạ. Chác lăng chiêu khẽ mỉm cười, đang định nói chuyện, đột nhiên cảm thấy sau lưng có ánh mắt sắc bén chuyển đến. Chác lăng chiêu quay đầu nhìn đối diện, chỉ thấy ngũ định viễn biểu tình lưng trọng, nhìn hắn chằm chằm, trên mặt tràn đầy sát khí. Chác lăng chiêu bật cười, phất phất tay với hắn, thần thái thật là tiêu sái. Giờ ngọ hôm nay, các quan viên trong kinh thành bất ngờ nhận được thiệp mời, nhìn thấy trên đó viết hai dòng chữ ngắn ngủi, lòng đông tuyết cảnh nạn đắc, tương yêu thường tuyết nhất tự. Thiệp mời kiểu này ai mà không nhận trăm bức mỗi ngày, nhưng nhìn kỹ thự danh, vừa thấy 12 chữ, tổng án sát, 18 tỉnh, thái tử thái sư Giang Sung, mọi người biết không thể thoái thác, dù cho là yến vô hảo yến, cũng đành phải đi qua bái kiến. Kẻ tê đờ, cảnh tuyết mùa đông hiếm thấy, hẹn nhau cùng ngắm tuyết rơi. Ký tên Là quan ty án sát, chật tránh tứ phẩm văn giai. Là một ti thuộc bộ hình và lãnh trọng trách tại cấp thừa tuyên và tỉnh, ti án sát phụ trách các vấn đề an ninh, kiện tụng, tư pháp, kỷ cương và chạm dịch. Ngụ ý là mời người tham gia tụ hội hoặc mở tiệc chiêu đãi, nhất định là có mục đích khác, tiềm ẩn mối nguy hiểm việc giang sung mời tất cả các quan lại vào lúc này là nhằm mục đích hướng đến thẩm án của đại lý tự nếu mọi người có ý thỏa hiệp nhất định tham dự tiệc bày tỏ lòng trung thành nếu ai chống cự chẳng khác nào trở mặt với phe phái của giang sung các quan lại tuy rằng do dự nhưng lúc này giang sung thế lực lớn như vậy ai dám chối từ không đến chỉ đành thành thành thật thật mà đến phủ thường tuyết buổi tối lên đèn Trước của giang phủ hai hàng dài xếp hàng, văn võ bá quan chen chúc ở cửa, đều đang chờ đại nội, chỉ thấy lại bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư, thị lang nào đó đều đã tới. Lần lượt ngồi kiệu đến, tập trung lại. Yến tiệc vừa mới bắt đầu, khách hứa mặc dù đã ngồi vào bàn, nhưng không ai dám đụng tới đồ ăn trước mặt, ai nấy đều tái nhợt không lời không ý, giống như tù nhân. Giang sung tự cho mình là thủ tỏa, ngạo nghễ nhìn tất cả các vị khách lạnh lùng hỏi An Đạo Kinh, mọi người đã tới hết chưa? An Đạo Kinh lật qua danh sách trong tay, nói, ngoại trừ từ Trung Tiến, Quỳnh Võ Xuyên, Liễu Ngang Thiên, những gã quái gở này, năm vị đại học sĩ đương triều chỉ có Dương Viễn chưa đến, trong sáu bộ thượng thư thì chỉ có binh bộ thượng thư cổ tự nguyên, lễ bộ thượng thư Hồ Chí Hiếu chưa tới. Vị đại học sĩ Dương Viễn kia là cha của Dương Túc Quan, ngày thường không thân cận với ba phe phái trong triều, được coi là người trung lập. Cổ Tự Nguyên nổi danh là một người đặc dị độc hành, hai người này khí khái như thế, tất nhiên là sẽ không lại đây cúi đầu. Tình cảnh của Hồ Thượng Thư thậm chí còn đặc biệt hơn, hắn không những ngày thường có giao tình tốt với Lưu Kính, mà mẹ ruột đã bị người của Giang Sung giết chết vài ngày trước, ngôi nhà cũng bị đốt cháy, mối hận thù sâu sắc như vậy, Hồ Thượng Thư trong lòng oán hận, sớm đã ngoài cuộc, khả năng đến tham dự hội họp này là không thể. Giang Sung cười lạnh một tiếng, nói: "Những cái tên này đều nhớ kỹ cho ta, chúng ta phải tự kiểm điểm lại mình, xem bọn họ vì sao không muốn kết giao với chúng ta." An Đạo Kinh nói: "Đại nhân yên tâm, hạ nhân đã ghi chép lại tên tuổi." Ngày sau chắc chắn sẽ đi hỏi thăm. Nguyên Tác lặp lại hai lần từ "ê, kiểm điểm lại mình" để nhấn mạnh, giống như vừa nghiến răng vừa nói. Năm xưa Lưu Kính dùng thế lực bức ép Giang Sung hai phe tranh đấu giang sung không dám quá kiêu ngạo lúc này thế lực của lưu kính đã sụp đổ hoàn toàn thiên hạ do một người thống trị mặc kệ gian thần muốn làm gì thì làm nghe được lời nói lạnh lùng của hắn trong lòng mọi người đều cảm thấy ớn lạnh không biết giang sung sẽ đối phó với đám người này như thế nào giang sung quay đầu nhìn tất cả quan khách cười nói mọi người đừng sợ cứ uống rượu đi tuy nói như vậy nhưng không một quan viên nào dám uống rượu ăn uống chỉ cúi đầu không nói đột nhiên có một người bước lên lớn tiếng hỏi xin hỏi giang đại nhân vận động mọi người triệu tập văn võ bá quan đến phủ rốt cuộc là vì mục đích gì chẳng lẽ là nghe ngài hô to đối phó đối thủ thôi sao người kia họ mưu tên tuấn giật khoảng chừng tứ tuần là quan đô sát viện muội của hắn là ngạc phi là sủng phi của đương kim hoàng đế hiện tại ỷ vào thân phận hoàng thân quốc thích, ngày thường cũng không sợ giang sung, còn thông qua mối quan hệ với muội muội, tiếp cận với Lưu Kính. Hắn đến dự tiệc lần này chỉ là vì tà ngự sử đốc sát viện mời, nào biết hành vi của Giang Sung lại lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, thậm chí còn hung hăng hơn trước, hắn trong lòng khó chịu, liền nói mấy câu châm chọc. Giang Sung nghiêng người liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, đối phó đối thủ cái gì cơ? làm gì có chuyện này lần này ta mời mọi người tới đây trên thiệp mời viết rõ ràng là tới thưởng tuyết mưu đại nhân chẳng nhẽ không biết chữ sao mưu tuấn giật cười lạnh nói nơi này chính là nội sảnh làm sao có thể thấy được tuyết rơi đại nhân nếu muốn thưởng tuyết sao không đến sân đi giang đại nhân nếu dụng tâm kín đáo cứ nói rõ ràng ra hà tất phải giấu đầu lòi đuôi giang sung cười khúc khích nói ngài nói đúng ta cùng vài vị đại nhân đúng là có mục đích khác, có điều đối với lão huynh đây. Đơn thuần là thưởng thức tuyết mà thôi. Mưu Tuấn giật cười nhạo không ngừng, nói, ta là tiểu cữu tủ, của Hoàng thượng, Giang đại nhân nói chuyện nên cẩn thận chút. Anh dề. Giang sung không quan tâm đến hắn, lập tức ra lệnh, người đâu. Mưu đại nhân muốn thưởng tuyết, mau đem tuyết tới đây cho ta. Mọi người đều tò mò, tự hỏi làm thế nào để đem tuyết tới. Một số trưởng lão trong triều đình biết thủ đoạn của Giang Sung rất lợi hại, nhất định là đối phó mưu tuấn giật, trong lòng âm thầm kiên kỵ. Không lâu sau, một thị vệ bưng bát to ra tới, nói, khởi bẩm đại nhân, tuyết trắng đã chuẩn bị xong. Giang Sung cười ha ha, nói, mưu đại nhân, ngài muốn thưởng thức tuyết, hiện ta đưa tới cho ngài. Thị vệ kia bưng bát to lên, Mưu Tuấn giật nhìn xuống, trong bát không có tuyết mà lại đầy muối trắng, đang định nói thì Giang Sung đã cười nói: "Mưu đại nhân muốn thưởng tuyết, hiện tại tuyết đã tới, ngài an tĩnh ở đó mà thưởng tuyết, đừng nhiều lời nữa." Mưu Tuấn giật tức giận nói: "Đây là muối, tại sao lại là tuyết được?" Giang Sung kêu một tiếng nói: "Đây là muối sao?" Hắn đi xuống hành lang, tự mình thử, mơ hồ nói: "Đây là tuyết mà." làm sao có thể là muối? Mưu Tuấn giật lớn tiếng nói, người đừng xúc phạm ta. Người chọc giận ta, đừng trách ta tìm quý phi nói chuyện. Giang sung khẽ mỉm cười, gọi ngự sử Hà Đại Nhân tới. Hà Đại Nhân năm đó cũng từng hộ tống công chúa hòa thân, tính ra cùng liễu môn có chút sâu xa. Giang sung cố ý thủ, liền cười nói, Hà Đại Nhân, người nói đây là tuyết hay là muối? Hà Đại Nhân cúi đầu nếm thủ, nói, đây là muối giang sung cười khúc khích nói thật là muối sao hà đại nhân thấy hắn sắc mặt không tốt hoảng sợ vội nói đây là tuyết giang sung gật gật đầu nói không tồi vẫn chưa tính là già cả mắt mờ mưu tuấn giật tức giận nói hà đại nhân chỉ hưu bảo ngựa như vậy ngài cũng làm được sao giang sung tấm tắc lắc đầu gọi một quan viên hỏi đây là muối hay tuyết người nọ vội vàng nếm thủ nói nếm vào không có mùi vị là tuyết không thể nghi ngờ người này thật là tinh ngoan mắt thấy giang sung cố y ác chỉnh mưu tuấn giật làm sao có thể nguyện ý cuốn vào trong đó lập tức mở miệng phụ hòa giang sung cười lớn nói mọi người đều nói là tuyết nhưng ngài là người duy nhất nói rằng đó là muối mưu tuấn giật tức giận nói nếu là tuyết tại sao không tan giang sung cười lạnh nói muốn tan không phải rất đơn giản sao người đâu cậy miệng hắn cho ta thị vệ hai bên lập tức tiến lên một tay giữ mưu tuấn giật đè xuống sau đó mở hàm trên hàm dưới của hắn ra giang sung đổ một bát lớn muối tinh vào miệng hắn cười nói thế này không phải là tan sao khuôn mặt của mưu tuấn giật đỏ bừng buồn nôn liên tục giấy giụa kêu to nói giang sung người xúc phạm ta như vậy ta ta nhất định phải trả thù mọi người chờ xem giang sung cười lớn phân phó thủ hạ nói mưu đại nhân thật lợi hại người đâu lấp kín miệng hẳn thị vệ hai bên ấn chặt hàm trên và dưới của mưu tuấn giật ngăn hắn ta nôn ra buộc hắn phải nuốt một bát muối tinh lớn giang sung còn cảm thấy không đủ lớn giọng quát người đâu lột quần áo hắn đưa đến viện sau thưởng tuyết, để hắn tận hưởng cho đủ. Tất cả thị vệ xông lên, áp tải Mưu Tuấn giật ra. Lúc này đã là giữa mùa đông, thời tiết lạnh giá, chỉ sợ hắn sẽ đông cứng thành băng. Giang Sung cố ý muốn khoa trương khí thế, muốn chế ngụ văn võ bá quan, nên khai đạo với Mưu Tuấn giật trước. Mọi người đều thấy dù Mưu Tuấn giật có ngạc phi chống lưng nhưng vẫn bị chỉnh đến mặt cắt không còn giọt máu như vậy nếu đến phiên mình thì không biết sẽ ra sao. Khi quyền thần này là một tai họa, tất cả quan khách trong đại sảnh mặt xám như cho tàn, đều phát run. Giang sung cười một lúc, đột nhiên hỏi khổng an đại học sĩ, nói, khổng các quỹ, nghe nói ngươi có bảo bối thiên kim tiểu thư, có chuyện như vậy không? Khổng an hoảng sợ, vội nói, không dám giấu đại nhân, hạ quan sát thật có một nữ nhi. Khổng an là đệ nhất đại học sĩ đương triều, được coi là đứng đầu trăm quan, mọi người nghe hắn tự xưng hạ quan, đó là hành vi tự hạ giá trị con người mình, họ không khỏi thở dài ngao ngán. Giang sung mỉm cười nói, nghe nói lệnh ái khổng tiểu thư hoa dung nguyệt mạo, da trắng như tuyết, quả nhiên là mỹ nữ, có phải thể không? Khổng An không biết sắp phát sinh đại họa gì, đôi tay run run, hốt hoảng nói, đại nhân quá khen, đứa nhỏ này mồm to màu da như mực, tư dung xấu xí nào xưng được với mỹ nhân. Giang Sung chật lưỡi nói, người đọc sách như các ngươi chính là khiêm tốn như vậy, thật không thú vị. Hắn vỗ vai khổng An, ghé sát lỗ tai, cười nói, khổng đại nhân, ta cùng ngươi nói chuyện hỉ sự đi. Khổng An vội vàng cười lấy lòng, nói, đại nhân muốn nép tiêu thiếp. Giang Sung nhíu mày nói, ta nói nghiêm túc. Khổng An ho khan hai tiếng, đứng thẳng người dậy chắp tay nói, hạ quan chăm chú lắng nghe. Giang sung thấy hắn kinh hãi, lập tức đi lên, hai tay ôm eo hắn, trạng thái cực kỳ thân thiết, cười nói, đây là hỷ sự của hai nhà chúng ta. Khổng An nghe xong những lời này, trong lòng kêu suối quẩy, ngoái miệng lại nhẹ nhàng nói, thật. Thật sự sao? Giang sung cười nói, ai? Nói đến thật ngại, cháu trai đại thanh nhà ta đã yêu khuê nữ nhà ngươi khổng an nhớ tới bộ dáng không học vấn không nghề nghiệp của giang đại thanh không khỏi cảm thấy sợ hãi cả kinh nói làm sao có thể có chuyện như vậy đại nhân nói đùa sao giang sung nhíu mày nói ý của ngươi là ta gạt ngươi khổng an vội vàng lau mồ hôi lạnh cười xin lỗi nói hạ quan sao dám có ý này chỉ là tiểu nữ dung mạo xấu xí lệnh chất đại thanh tuấn tú như vậy làm sao có thể lọt mắt xanh giang sung cười ha ha nói chất nhi của ta dung mạo đẹp trai đây thật là lần đầu tiên ta nghe nói khổng đại nhân thật có tài ăn nói chẳng trách có thể ở vị trí các quỹ lâu như vậy khổng an nuốt nước miếng cười khan ba tiếng nói đại nhân quá khen giang sung liếc xéo hắn một cái cười nói tiếp không nói chuyện này nữa vợ chồng son nam nữ hoan ái chúng ta làm bề trên mau để chúng thành thân đi cũng hoàn thành tâm nguyện của đại ca đã mất của ta. Khổng An khóe miệng phát run, bản thân hắn có một đứa con gái quý giá như vậy, nếu phải gả cho dạng bại hoại như Giang Đại Thanh, sau này sẽ không có hạnh phúc, vội nói, đại nhân có điều không biết, tiểu nữ đã cùng công tử hộ bộ Trần Thượng thư đính hôn, cuối năm sẽ thành hôn. Giang Sung vẻ mặt buồn bã lắc đầu nói, nhưng chất nhi Đại Thanh của ta cả ngày không nghĩ tới ăn uống một lòng chỉ nghĩ tới khuê nữ của ngươi, ngươi nói nên làm gì bây giờ? Khổng An nhạy bén, vừa thấy Giang Sung có ý đe dọa, trong lòng đang sinh quỷ kế, vội nói, Giang Đại Nhân Minh Giám, không phải là hạ quan không biết điều, mà là tiểu nữ sớm đã đính hôn rồi, tính ra đã là người của Trần Gia, Giang Đại Nhân nếu muốn nghênh đón tiểu nữ, hạ quan trong lòng tuy rằng vạn sự mừng. Nhưng chúng ta cũng không thể không nể mặt Trần Thượng Thư thấy hắn dùng độc kế đắc tội Giang Sung, người này thân là các quỹ, cũng chịu đến nước này, đều âm thầm lắc đầu. Giang Sung nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia âm trầm, lành lạnh nói, hộ bộ Trần Thượng Thư ở đâu? Trần Thượng Thư sớm nghe thấy hai người đối đáp, giờ phút này bị chịu lên, đứng dậy chắp tay nói, hạ quan bái kiến đại nhân. Xem Trần Thượng Thư uy nghiêm không sợ hãi, rất có phong phạm khí khái của văn nhân. Giang Sung rỗi tay chỉ hắn, ngạo nghễ nói, lệnh lang và chất nhi nhà ta đồng thời yêu một nữ tử, ngươi nói nên làm gì bây giờ? Trần Thượng Thư đúng ở một bên đạo lý, nhưng cũng không sợ hãi, trầm giọng nói, thiên hạ mọi việc đều nằm ở chữ lý, hải tử sớm đã cùng ái nữ khổng đại nhân đỉnh hôn, không biết lời này của đại nhân có ý gì. Giang Sung cười lạnh nói, nghe không hiểu sao. An Đạo Kinh, người đi giúp hắn. An Đạo Kinh đi ra ngoài, trên mặt không buồn không giận, khom người nói, Trần Thượng Thư, ý tử của Giang Đại Nhân rất đơn giản, cũng chỉ là muốn ngài thành toàn chuyện này, ngài thành toàn đi. Trần Thượng Thư hừ một tiếng, lắc đầu nói, hôn nhân là trò đùa sao? Người lui xuống đi, ta không dành nhiều lời. An Đạo Kinh nghe hắn nói thẳng trách cứ, liền quay sang Giang Sung nói, Giang Đại Nhân, Trần Thượng Thư vẫn là nghe không hiểu. Giang sung thở dài một tiếng nói, nghĩ đến hắn tuổi tác đã cao, ngẫy ngãm nặng, ngươi giúp hắn trị đi. An Đạo Kinh rút bảo đao, hướng về phía Trần Thượng Thư, trong miệng lẩm bẩm Trần Đại Nhân lỗ tai quá nhỏ, tám phần phải đào ra, bằng không nghe không hiểu chúng ta nói. Trần Thượng Thư mặc dù bình thường rất cứng rắn, lúc này nhìn con dao nhỏ sáng choang, không khỏi hít ngược khí lạnh, liên tục lui ra phía sau. An Đạo Kinh cau mày nói, đại nhân nghe hiểu chưa? Trần Thượng Thư tâm như đau cắt, thoáng chốc quay mặt đi đi, thở dài, đã hiểu. Giang sung cười nói, vậy là tốt rồi, nếu đã hiểu, trưởng bối hai nhà chúng ta coi như đã xong chuyện này, chuyện hôn nhân cũng không nên trì hoãn. Đột nhiên hắn vung tay lên, lớn tiếng nói, người đâu? Dẫn tới đây. Lời còn chưa dứt, từ đằng xa truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy một đôi nam nữ thần sắc kinh hoàng, bị binh sĩ ép vào trong, đôi nam nữ tướng mạo tuấn nhã, quả nhiên là một đôi bích nhân. Khổng An và Trần Thượng Thư nhìn thấy diện mạo đôi nam nữ này, thoáng chốc đồng thanh kinh hô, đồng loạt quỳ xuống nói, đại nhân xin hãy dơ cao đánh khế. Đôi nam nữ này là con cái của bọn họ, không biết làm sao, lại bị Giang Sung bắt. Giang Sung cười nói, cái gì dơ cao đánh khẽ, hôn nhân còn không phải là hỷ sự sao? Tại sao còn cầu xin tha thứ? Hắn gọi phía sau, đại thanh, khổng tiểu thư tới rồi, mau ra đây. Lời còn chưa dứt, sau điện cười hì hì chạy ra một nam tử cao lớn, đúng là giang đại thanh, nhìn hắn nước miếng giàn rụa, vui vô cùng, hẳn là vui tận đáy lòng. Giang sung cười nói, vừa rồi ngươi có nghe thấy không? Trần Thượng Thư có ý bỏ thứ yêu thích, muốn nhường khổng tiểu thư cho ngươi, ngươi còn không mau cảm tạ hắn. Đôi tiểu nam nữ kia nghe được lời này, sắc mặt bọn họ trở nên thông khổ, không có chút huyết sắc nào, Trần Công Tử cả kinh nói, cha. Người, người sao lại nói như vậy? Trần Thượng Thư không dám đối mặt ái tử, quay đầu đi chỗ khác, không nói một lời, Giang Đại Thanh cười lớn, đưa tay vỗ vai Trần Thượng Thư, cười thật tươi nói, đa tạ. Sau đó, hắn ta lao về phía khổng tiểu thư, bộ dáng thật thô tục. Trần Thượng Thư cả kinh nói, chờ, chờ một chút. Hắn muốn vươn tay ngăn cản, an đạo kinh nặng nề hửm một tiếng, khiến Trần Thượng Thư không nói nên lời, nuốt chữ vào trong. Giang Đại Thanh đi về phía khổng tiểu thư, thèm nhỏ dãi nói, tiểu mỹ nhân, đêm nay ở lại đi. Nữ hài nhi kia sợ hãi, bội vàng trốn vào phía sau lưng Trần Công Tử, Trần Công Tử đánh bảo, nói rõ lý lẽ vị huynh đài này, khổng tiểu thư là thê tử chưa cưới của ta, xin hãy tự trọng. Giang đại thanh tát trần công tử một cái, khiến hắn ngã xuống đất, quát lên, bà nội ngươi, ta chỉ cần nhìn thấy cái loại tiểu bạch kiểm như ngươi, trong lòng sẽ rất tức giận. Mặt trần công tử sưng vù, lại không khuất phục, đứng dậy, lại che ở người trong lòng trước mặt, thà chết không nhường. Trần Thượng Thư lo sợ xảy ra chuyện, vội vàng chạy tới trước mặt Giang Sung, run giọng nói giang đại xin người đại nhân đại lượng tha cho đứa con nhà ta ngôn ngữ đã mang vẻ cầu xin thảm thiết giang sung cười nói ai muốn làm khó hắn cháu trai ta chỉ muốn đi xin vợ nào động gì đến hắn giang đại thanh biết thúc phụ chống lưng cho mình nhất thời cười nói đúng vậy ta đau lòng cho vợ ta người này lại tới gây sự thật là không thể hiểu được nói rồi đẩy trần công tử ra sau đó ôm lấy khổng tiểu thư, vươn miệng hôn lên gò má ửng hồng của nàng. Khổng tiểu thư liều mạng dãy rùa, khóc dòng nói, chan cứu mạng. Khổng an ngơ ngác nhìn, thấy Giang Đại Thanh trước mặt mọi người hỗn loạn con gái mình, đối xử với hòn ngọc trên tay mình như kỹ nữ tử lâu, khổng an tâm như đao cắt, thoáng chốc tức muốn học máu, chỉ vào Giang sung, quát, Giang. Giang Đại Nhân, ngươi, đừng quá đáng. Giang Sung cười lạnh nói, như thế nào quá đáng. Chúng ta có duyên làm thông gia, đây là quá đáng sao? Chẳng lẽ thế nào cũng phải làm kẻ thù, khổng đại nhân mới có thể vui vẻ. Khổng An sắc mặt thảm đạm, thở hồn hền không ngừng, không biết có nên trở mặt hay không, chỉ ở đó do dự không thôi. Thấy nhạc phụ không có cách nào giữ được sự trong sạch cho ái thê, vẻ mặt của phụ thân mình cũng đầy hèn nhát, Trần Công Tử Y Chính là tuổi trẻ chính trực, hắn không đành lòng nhìn người thương bị lăng nhục nhất thời la lên một tiếng từ trên tay vệ sĩ đoạt lấy một thanh đao thẳng tắp nhằm phía giang đại thanh quát đồ táo tợn người mau buông vợ ta ra hắn liều lĩnh dùng tính mạng đánh cuộc trần thượng thư thấy con trai sắp phát điên thoáng chốc cả kinh nói dùng tay muốn người có học không phải nhiều lắm sao đừng làm chuyện ngu xuẩn giữa tiếng la hét của những vị khách Trần Công Tử đã nhằm về phía Giang Đại Thanh mà không hề có ý định rút lui. Giang Sung là người thấy nhiều biết nhiều, làm sao có thể coi thường một thư sinh yếu đuối trước mắt. Lập tức cười nói, hay cho Trần Công Tử ngươi. Tiểu tử này cố ý sát hại cháu trai ta, nếu không tại chỗ tử hình, sợ là không được. An Thống Lĩnh chặt đứt tay của hắn. An Đạo Kinh nghe được lời này, dỗi tay vung đao, hướng về phía tay Trần Công Tử muốn chém. Trần Công Tử là người đọc sách, An Đạo Kinh là đương kim thống lĩnh cẩm y vệ, biết được đây đao pháp của cao thủ kinh thành, làm thế sao hắn có thể chặn được đao này? Trần Thượng Thư nhìn thấy con trai mình có nguy cơ mất tay, đã sợ đến mức ngất đi. Những khách nhân trong sảnh khác đều che mặt hoặc nhắm mắt lại, không ai muốn nhìn thấy loại thảm họa nhân gian này. Nghe thấy một tiếng hét a à, thảm thiết, máu chảy tung tóe khắp sảnh, mọi người lo lắng nhìn lại chỉ thấy họ Trần đứng đó, như không có chuyện gì xảy ra, nhưng đao đã cắm trên tay An Đạo Kinh, máu kia là của hắn đổ ra. Thấy vậy, khách nhân trong đại sảnh không khỏi kinh ngạc, đều cho rằng công tử kia đã luyện võ nghệ, thế mà lại có thể đả thương thống lĩnh Cẩm Y vệ chỉ bằng một đòn. Giang Sung mặc dù không có võ công, lúc này cũng biết có điểm lạ, hắn giận tím mặt, quát, kẻ nào làm loạn bên ngoài đại sảnh truyền đến một chàng cười dài, cất cao giọng nói, trượng nghĩa phần lớn đều xuất thân đồ tể, mỗi kẻ phụ bạc đều là người đọc sách. Đám sĩ phu các ngươi, ta thật không có mắt nhìn. Giang sung nhận ra giọng nói này, trong lòng lập tức run lên, nói, thì ra là trác trưởng môn tới. Một nhóm khách nhân mặc đồ trắng đi vào giữa tiếng cười dài, một người tay cầm mật sắt thần sắc kiêu căng, đúng là kiếm thần, chắc lăng chiêu các đệ tử côn luân thần thái cuồng ngạo, lạnh lùng nhìn mọi người trong đại sảnh, hoàn toàn không để ý đến Giang Sung. Vài thị vệ tiến lên ngăn cản họ, đều bị đá ngã lăn xuống đất, La ma thập vô cùng sợ hãi, chắc lăng chiêu lần này tới đây, chỉ cần có điều gì đó không hay, sẽ đại khai sát giới, liền truyền lệnh xuống, điều phải rất nhiều ngự lâm súng kíp tới canh. Những người lính ngự lâm bước vào hội trường. Cửu U Đạo Nhân, An Đạo Kinh và các hào thủ khác càng đề phòng. Phần này đến đây là hết. Nếu yêu thích bộ truyện, mong bạn để lại bình luận hoặc theo dõi các phần tiếp theo. Kênh cũng mong nhận được bình luận của các bạn giới thiệu các bộ truyện hay muốn kênh thuật hiện.